Hello, xin chào anh em. Hiện tại mình đang chuẩn bị lên một lúc hai cái máng đèn đôi bốn bóng cho một người rất là đặc biệt, đó là một anh nghệ nhân rất là có tiếng trong giới cá rồng, làm đèn cho một con cá đạt chức vô địch răng champion luôn, vô địch của các nhà vô địch thi cùng đợt 2019 với mình. Đó, một vị khách rất là đặc biệt thì rất là hào hứng và vui vì thì được làm đèn cho một con anh mình cũng rất là nể trong giới cá. Anh đã tin tưởng giao cho mình làm đèn cho nhà vô địch, thì mình lên một lúc hai cái luôn, và riêng cái đèn cho anh khách đặc biệt này là chính tay mình lên từ đầu tới cuối, không giao ai hết. Mình muốn nó chỉnh chu từng chi tiết luôn. Mình làm xong một cái rồi, giờ là lên cái thứ hai, hy vọng là đêm nay là sẽ xong luôn và ngày mai có thể giao cho anh. Rồi, chúng ta tiến hành. Bật luôn công tắc, gật đầu ê ê, bật luôn công tắc, bật luôn công tắc.